Xin chào quý phụ huynh và các em nhỏ. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Trang tuổi thơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Các em có thấy vui không nào? Trường liên cấp IGC Tây Ninh là một trong những trường chú trọng các tiết học ngoại khóa trải nghiệm với mong muốn là học sinh của nhà trường sẽ phát triển toàn diện về mọi mặt, góp phần giúp cho các em có định hướng cho nghề nghiệp trong tương lai của bản thân. Đồng hành cùng nhà trường và các bạn nhỏ vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tạo điều kiện cho các bạn nhỏ học sinh lớp 7 có một buổi trải nghiệm thực tế thật là tuyệt vời với công việc của một phát thanh viên, một người dẫn chương trình. Và bây giờ mời quý phụ huynh và các bạn nhỏ hãy cùng các bạn học sinh trường IGC trải nghiệm nhé. Từ trước đến nay, có lẽ các bạn nhỏ của chúng ta chỉ được biết đến phát thanh viên, người dẫn chương trình qua truyền hình hoặc trên sân khấu. Chính vì vậy, khi được trải nghiệm thực tế tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, các bạn nhỏ của trường liên cấp IGC rất hào hứng. Sau phần làm quen, các bạn nhỏ được xem clip về những hoạt động và thành tựu nổi bật của đài trong thời gian qua. Hào hứng hơn nữa khi các bạn nhỏ cùng sôi nổi tham gia phần tìm hiểu những kênh YouTube hiện có của đài. Mỗi bạn nhỏ được nhận một móc khóa có những thông tin để truy cập các kênh truyền thông của đài như mã QR code, địa chỉ website, fanpage, v.v. Giờ thì các bạn nhỏ của chúng ta đã đến gần hơn với đài rồi đó. Làm quen xong rồi thì bây giờ cùng đi tham quan đài thôi nào. Đây là phòng thời sự nè, là nơi làm việc của các cô chú biên tập viên, phóng viên để xây dựng nên những chương trình thời sự phát sóng hàng ngày với những tin tức nóng sốt trong tỉnh được rất nhiều khán giả xem đài quan tâm theo dõi. Và để có được những sản phẩm hoàn thiện phát lên sóng, có sự đóng góp không nhỏ của những cô chú kỹ thuật viên dựng hình, kỹ thuật viên đồ họa nữa đó. Ấn tượng nhất và được các bạn nhỏ thích thú là nút bạc của kênh YouTube mà Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đây cũng là ước mơ mà các bạn nhỏ đam mê làm YouTuber muốn hướng đến. Hôm nay đến với trải nghiệm của Đài Truyền hình Tây Ninh thì điều để lại ấn tượng cho con là thường thì con chỉ được xem các cô, các chú trên truyền hình mà con không có biết được là cái cách của cô chú tạo ra một sản phẩm như thế nào. Hôm nay con đến và con chứng kiến được hết tất cả các phim trường, tất cả các phòng thời sự, tổ nội dung số thì con cảm thấy rất là vui và hào hứng. Con sẽ nói lại với các bạn sẽ về đăng ký kênh YouTube của Đài Truyền hình, xem fanpage của Đài Truyền hình và theo dõi TTV11 để có thể biết thêm nhiều thông tin từ tỉnh Tây Ninh của mình. Với cái buổi tham quan của Đài Truyền hình hôm nay thì con cảm thấy nhờ có buổi đi tham quan hôm nay mà con có một cái định hướng mới, là có một cái ước mơ là lớn lên sẽ trở thành một biên tập viên, phóng viên thời sự. Và con cảm thấy nó rất là ý nghĩa vì mình có thể mang lại nhiều thông tin bổ ích và giải trí cho tất cả mọi người. Phần chính của ngày hôm nay đó chính là trải nghiệm thực tế công việc của một phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình. Dù đã được chuẩn bị trước về tinh thần và nội dung thực hiện, nhưng các bạn nhỏ của chúng ta không khỏi bỡ ngỡ được những chiếc máy quay phim, máy chạy chữ để đọc văn bản, phim trường ảo, v.v. Sau thời gian làm quen với ống kính máy quay thì các bạn nhỏ của chúng ta cũng đủ tự tin, mạnh dạn để trình bày phần dẫn chương trình của mình. 6 nhóm, mỗi nhóm 2 bạn nhỏ với nội dung giới thiệu về nơi các bạn được trải nghiệm thực tế hôm nay, ước mơ trong công việc. Có bạn thì mong muốn được trở thành một phát thanh viên, một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Có bạn thì lại mơ ước trở thành một YouTuber. Chính buổi trải nghiệm thực tế hôm nay đã giúp cho các bạn nhỏ có thêm lựa chọn và định hướng cho tương lai của mình. Tâm trạng hôm nay của em thì rất là phấn khởi và vui tươi vì đã được tham quan Đài Truyền hình Tây Ninh. Các cô chú rất là nhiệt tình và phấn khởi để đón tiếp con vào Đài Truyền hình Tây Ninh. Theo như con đi sáng giờ thì con thấy các cô chú làm việc rất là chăm chỉ, rất là tỉ mỉ và nhiệt tình
hướng dẫn con làm những sản phẩm của đài truyền hình Tây Ninh. Và phòng để lại con ấn tượng nhiều nhất là phòng về thiết kế đồ họa với lại dựng phim. Phòng đó các cô chú làm việc con thấy rất là thú vị. Con hy vọng trường sẽ tổ chức những cái khóa này nhiều hơn và những chuyến đi chơi thú vị hơn. Con cảm thấy một người MC rất là cực, phải trải qua nhiều thứ để có một chương trình hấp dẫn cho người xem. Sau một ngày trải nghiệm ở đây thì con cảm thấy việc làm MC là khó. Và con cũng có đam mê trở thành một người MC và con cũng sẽ cố gắng nhiều hơn. Và sau chuyến đi này con cảm thấy rất là thú vị và con có thể trau dồi cho bản thân thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Và nếu mà được tiếp tục cùng đồng hành với đài truyền hình Tây Ninh thì con thích những chương trình giáo dục và giải trí. Nếu có những cái lời chúc mà gửi đến cho đài phát thanh truyền hình Tây Ninh nói chung cũng như là những cái cô chú đang công tác tại đây thì con sẽ nói gì? Dạ, con mong các cô chú luôn khỏe mạnh và tiếp tục trên cái con đường làm MC. Dạ, con mong các cô chú có một sức khỏe thật là tốt, mãi mãi luôn luôn khỏe để có thể tạo ra những chương trình hay và bổ ích cho chúng con xem hàng ngày. Thời đại 4.0, thông tin đóng một vai trò quan trọng. Không đâu có thể cung cấp cho học sinh một cái nguồn thông tin chính thống và mang tính cập nhật về thời sự địa phương như là đài truyền hình Tây Ninh. Đó là lý do nhà trường đã quyết định chọn đài truyền hình Tây Ninh là điểm đến cho chuyến học tập trải nghiệm hôm nay. Qua chuyến học tập trải nghiệm hôm nay, rõ ràng các em học sinh đã hiểu được quy trình để tạo ra một bản tin, sự vất vả của các anh chị phóng viên trong trải nghiệm nghề nghiệp như thế nào. Hy vọng rằng đây cũng sẽ là một cái giáo dục hướng nghiệp đúng đắn cho các em học sinh sau này, đồng thời cũng giáo dục được cho học sinh sự yêu mến và tự hào về đài truyền hình Tây Ninh, nơi cung cấp những nguồn thông tin đáng tin cậy của chính quê hương của mình. Với những chủ đề đa dạng song hành với chương trình học, thì hy vọng hình thức giáo dục trải nghiệm ngoại khóa sẽ giúp cho học sinh củng cố lại kiến thức đã học trên lớp, cũng như tìm hiểu được thực tiễn qua thực tế đời sống, từ đó có thể phát triển được nhiều kỹ năng của một công dân toàn cầu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phương Vi, kế mình đây chính là bạn Anh Quê. Chúng mình đến từ lớp 7-1 trường ICC Tây Ninh. Xin chào tất cả các bạn, trước khi tham quan đài truyền hình Tây Ninh, chúng mình sẽ giới thiệu về những nét nổi bật và đặc biệt của trường ICC Tây Ninh. So today we have got a really nice trip to our Tây Ninh TV station. Yes, hi, how are you, James? It's a very beautiful place. And I'm absolutely fine. About the TV station in your country? Well, you know, Sarah, the TV stations in my country are a lot like this one. Chào Thuận, hôm nay trường ICC chúng ta vinh dự được tham quan đài truyền hình Tây Ninh TTV 11. Chào Huy, sau khi mà tham gia chuyến trải nghiệm ở đài truyền hình Tây Ninh này thì mình rất là phấn khích để trở thành một phát thanh viên. Các anh chị hướng dẫn đã giúp chúng mình hiểu rõ hơn về nghề làm truyền hình, những khó khăn vất vả cũng như là những niềm vui, sự hạnh phúc trong nghề. Xin chân thành cảm ơn đài truyền hình TTV11 đã hỗ trợ cho buổi học ngoại khóa này. Quý phụ huynh và các em nhỏ có biết không, học phải đi đôi với hành. Vì vậy, việc đi thực tế trải nghiệm để phát triển kỹ năng đang được các trường học trong tỉnh triển khai thực hiện. Qua đó thì mong muốn phát triển về mặt nhận thức và tư duy thực tế cho các em nhỏ. Buổi trải nghiệm tại đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh của các bạn nhỏ lớp 7, trường liên cấp ICC Tây Ninh đã thực sự để lại nhiều ấn tượng cho các thầy cô và các bạn. Và biết đâu đó trong tương lai, những gương mặt đáng yêu này sẽ trở thành những phát thanh viên, những người dẫn chương trình sáng giá của đài, cùng góp phần vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trang Tuổi Thơ cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý phụ huynh và các bé trong giờ phát sóng tiếp theo vào tháng 5 nhé. Xin kính chào tạm biệt.